Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Phúc Nhãn Khang. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Phúc Nhãn Khang cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của phúc nhãn khang Lữ T-in 5mg Zeaxanthin 5mg DHA 100mg L aceta -cystin 50mg Vitamin C 50mg aceta 30mg Quenzyme Q10 10mg cao việt quất 5 mg, zn gluconat 5 mg, dầu gốc 2 mg, axit folic 400 mcg, cu gluconat 0,5 mg, selen 25 mcg, beta carotene 1000 IU, vitamin E 200 IU, vitamin A 100 IU. Omega 35 IU Công dụng Hỗ trợ giúp tăng cường thị lực, hỗ trợ giảm nhức mắt, mỏi mắt, mờ mắt, khô mắt, quáng gà. Hỗ trợ hạn chế suy giảm thị lực ở người thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Hỗ trợ hạn chế cận thị, cận thị tiến triển. Hỗ trợ cung cấp các chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm nguy cơ lão hóa mắt. Chỉ định Người bị khô mắt mỏi mắt, nhìn mờ, cận thị, loạn thị, viễn thị, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp. Người cần bổ sung dinh dưỡng cho mắt. Người làm việc, sử dụng nhiều bên máy vi tính. Học sinh, sinh viên học tập nhiều, ôn thi. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Trẻ từ 5 đến 7 tuổi, ngày 2 lần, mỗi lần một viên. Trẻ từ 8 đến 12 tuổi, mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần. Trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 2 viên, ngày 2 đến 3 lần. Mỗi đợt dùng 4 đến 6 tuần, hai đợt dùng liên tiếp nên cách nhau 1 tuần. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Phúc Nhãn Khang, đồng thời biết cách sử dụng Phúc Nhãn Khang, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham